Báo cáo của tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết hiện còn hơn 303.000 F0 đang theo dõi, điều trị. Trong số này có trên 135.300 ca điều trị tại các bệnh viện, bao gồm 2.594 ca nặng. Với số mắc mới ngày 11 tháng 2, trên 26.000 ca, cao nhất trong các tháng gần đây, tiểu ban điều trị cho biết so với trung bình 7 ngày trước, số mắc mới ngày 11 tháng 2 tăng 30,1%, số ca nặng giảm 6,7%. So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 57%, số ca tử vong giảm 18,4%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 5%, số ca nặng, nguy kịch giảm 16,5%.